Diễn viên Ngọc Lan tâm sự ở thời điểm hiện tại, cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, người đẹp thấy mình có đi thêm bước nữa sau một lần sáng giờ. Trở thành khách mời trong Lời Tứ Sự, diễn viên Ngọc Lan không ngần ngại khi nhắc lại chuyện đổ vỡ hôn nhân. Người đẹp 8X tâm sự, cô là người của công chúng, nhận được nhiều lời chúc mừng hạnh phúc hơn người bình thường nên việc quyết định điều gì đó không hề đơn giản. Nó chỉ gói gọn ở trong phạm vi gia đình bạn bè mà còn cả khán giả. Bởi khán giả là người nuôi nghệ sĩ, cho nên đó là quyết định rất khó khăn, người đẹp bộc bạch. Theo diễn viên Cổng Mặt Trời, cô ký đơn ly hôn vào tháng 9 năm 2019 và quyết định công bố với khán giả vào tháng 11. Người đẹp cho rằng khi nghệ sĩ quyết định chia sẻ về gia đình thì đến lúc tổ ấm có trục trặc, người hâm mộ cũng sẽ biết ngay. Mình không giấu được, đối với tôi là kinh nghiệm. Vui thôi đừng vui quá, vì đến lúc hết vui thì mọi người sẽ biết, cô chia sẻ. Đồng thời Ngọc Lan tiết lộ bản thân là người làm việc có tính toán, do đó cô cũng có những kế hoạch về chuyện nuôi dạy con, cân bằng lại cuộc sống ngay sau khi ra khỏi cuộc hôn nhân. Diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia chia sẻ, câu chuyện ly hôn không phải một ngày, một bữa mà cũng khá lâu. Đến khi cả hai cảm thấy không thể đối thoại với nhau về vấn đề hôn nhân thì quyết định ly hôn thôi. Tôi phải suy nghĩ xem đúng hay sai, quyết định này mang lại hậu quả như thế nào, mình đối diện với con thế nào, rồi công chúng thế nào. Đến cuối cùng, cả tôi và anh ấy đều cảm thấy sống xa nhau là giải pháp tốt hơn cho tâm lý của cả hai đứa. Diễn viên 8X tiết lộ với khán giả, Ngọc Lan kể trước đây khi chia sẻ về niềm hạnh phúc trên mạng xã hội, cô từng nhận bình luận tiêu cực, điển hình như khoe cho làm vào. Trong chương trình, Ngọc Lan thừa nhận bản thân khó đi thêm bước nữa sau đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên nói cô không muốn người khác can thiệp chuyện dạy con của mình. Cho nên nếu sau này tôi đi bước nữa chắc cũng khó với tính cách của tôi. Tôi biết được hôm nay người ta thương, mai hết thương thì sao? Mình nhiều khi đang nóng giận chuyện gì đó còn khó chịu với con, chưa nói gì người ta. Mà ai nặng nhẹ với con tôi chắc tôi ghét lắm. Lúc đó lại đổ vỡ nữa, cô giải thích. Nói thêm về dự định trong thời gian tới, Ngọc Lan cho hay cô vẫn tiếp tục với công việc điện ảnh. Bên cạnh đó, người đẹp ưu tiên thời gian chăm sóc con trai. Nữ diễn viên thừa nhận sau hào quang của nghề, cô sống đơn giản, thậm chí nhạt nhòa. Bây giờ tôi lại cân bằng được con cái, công việc. Tôi đã biết lựa chọn rồi nên cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, dễ chịu, cô cho hay.